Đấy con ra con đấm lưng, anh cho là đứng lên cho đấm lưng. Được rồi. Cầm hai cái gì? Hai cái gì đấy, con cầm gì đấy? Cầm gì đấy? Ra đấm lưng cho bác đi, không phải ghé đít ngồi đâu. Nó định ngồi đấy. Nó định ghé đít nó ngồi, bác trước em. Nhỏ 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 mà thua. Mặc áo của anh ngoại anh Hoàng vừa. Vừa kết nhỉ? Vâng. Con ra con đấm lưng đi. Ôi con này chả ngoan thì cả, ra đấm lưng đi. Hay con đấm lưng cho bác Thu vậy, bóng ơi. Chạy chạy. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình sự kiện ngày 18 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 khai mạc trọng thể tại trường Ba Đình, Hà Nội. Mía này mía gà gì vậy? Mía ra. Nhúng gà. Hả? Anh Huân không ăn được cứng. Bố bảo là ra đấm lưng cho bác. Nó bán. À đấm lưng cho bố. Lấy giấy cho bà. Đang lúi húi này. Mua không đi cái đấy. Thưa quý vị và các bạn, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Đảng Cộng sản Việt Nam, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã khai mạc sáng nay tại trường Ba Đình, Hà Nội. Rượu bao quân mua. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Lâm Đức Mạnh. Lần này đỡ, lần trước dài hơn nữa. Không, lần trước anh về không buộc, mùa đông bây giờ em mới buộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Hạnh, các đồng chí trong Ban Bí thư, các đồng chí đảng viên lãnh đạo và đại diện các đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 10. Vòng hoa của đoàn đại biểu ghi dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. À lấy mía rồi. Mà cười. Trong sáng nay đoàn đại biểu đại hội đảng toàn quốc lần thứ 10 đã đi vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, đài Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi không bao giờ quên ơn những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ hòa bình và độc lập cho dân tộc. Với khẩu hiệu hành động, trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững, đại hội à là thấy bông đi ở toilet ra nó à thực hiện nghị quyết đại hội 9 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế máy bay máy nhảy 2001 Việt Nam Airlines, quy định phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đi Việt Nam 2006-2010, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương 39, vâng ơi, phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng và bầu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10. Mua xong phải sửa luôn à? Khai mạc các đồng chí mua phải sửa luôn. Bóng nhá, bóng ngoan, bóng nhẹ ra nhá. Rồi con ơi, con bóng nhẹ ra nhá. Nào, bóng nhẹ ra nhá. Bóng nhẹ ra nhá. Bóng nhẹ rồi nhưng mà không biết đâu sang mua đâu kêu sang để phần ra thì cửa chết không về đường VT đi học chứ không hiểu mục đích là thằng VT đi học. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách mời đại diện cho các tổ chức đoàn thể, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các đồng chí và hơn 1.000 đại biểu đấy, đấy con đấm lưng như bác Huân như vậy trong sự ban khai mạc, đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã thay mặt đại hội. Này đánh hữu động rồi đấy, cũng ngồi ở chỗ không nào. Ui đứng này. Và ôi rồi lại ngã. Các đại biểu đã thành công nào và các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các bạn đại diện trí thức và thế hệ trẻ đã đến người phiên khai mạc. Người thích tận giờ sướng. Thay mặt đại hội, Chủ tịch nước Trần Quốc Vương à, nó không cho chị Bông ngồi đấy. Không cho ngồi gần mẹ. Không cho ngồi gần đánh nhau. Kể cả chị Bông và bác Hải ngồi lòng bác Hải nó không cho ngồi. Nó ra nó cấu. Không về nè. Yêu mẹ lắm. Chủ tịch nước Trần Quốc Vương khẳng định đại hội lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong một thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới đã diễn ra được 20 năm. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quay bông rồi. Quay bông rồi ạ. Và cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ 21. Đấy, suốt ngày nó ngồi đấy, bác thấy không? Suốt ngày nó ngồi đấy.
nước ta cũng gặp không ít khó khăn lâu nha, lâu của tình hình thế giới, gà khó khăn vốn dài lắm, nền kinh tế. Cái gà này ăn phở gà ngon đấy, gỡ ra ăn phở gà đấy, hương nghĩa trên phở gà này. Nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn đảng toàn dân, không, nhưng mà người kêu hơn về là mua hai con gà luộc, đây là mua một con thịt bò và bò gì đưa lại cho đất nước một sự thay đổi về cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực uy tín quốc tế của Việt Nam tăng lên nhiều so với trước. Về nhà thì chủ tịch Trần Tư Lương nêu rõ trong những năm tới thì quốc tế nhiều diễn biến nhanh và phức tạp khó lường. Do vậy, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta sẽ có những thuận lợi. 5.000 một cân. Đồng thời cũng sẽ gặp phải khó khăn thách thức của cuộc chiến này. Chính vì vậy, đại hội lần thứ 10 của đảng lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 5.000 một cân mà thành 35.000. Mình mua là thành 560.000. Có mỗi một phẩm là lâm nhỏ xin, chứ còn ngoài ra mua nàng các hàng con thường con chiếc là toàn gà đều hết. Mà chết là nhiếc của nó mà nó hết. Đừng có dại giờ mình đi ăn hàng mỗi lần chết. Mỗi cái bà lâm còn đưa bà. Mỗi con đưa bà cái gì đi kìa. Đấy, bác thấy cho đưa bà điều khiển đấy. Đi bà điều khiển đấy. Con đi ra cho chị học đi. Chết rồi, bắt đầu hát xì hơi đấy. Ở bên kia cũng thế. Đi ra cho chị học đi Bóng ơi. Nó sai hết đấy. Bà sai nó lấy gì nó cũng lấy đấy bác ạ. Nó biết là cao của bà rơi nó cũng. À, đi ra lấy cuộn giấy cho bà đi con. Đúng rồi, con ra lấy cuộn giấy nha. Bác nhìn cháu ra lấy giấy cho bà nha. Đi ra lấy giấy nào. Đúng rồi. Bà ra lấy cuộn giấy anh Huân này. Đấy. Ra lấy cuộn giấy. Giấy đâu? Giấy đây các bạn. Đây các bạn, đây các bạn. Giấy đây này. Đây. Nó tưởng mà lần giấy để đấy. Thắng lợi, nghị quyết đại hội 10. Đặc biệt giấy đây cơ mà. Đó, đi lấy giấy cho bà cháu đấy. Mặt rất quan trọng. Mặt rất quan trọng. Gắn bó mặt chiến với nhân dân. Đi anh nhỉ. Và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới.